Mẹ đang ngủ rồi. Chị ngồi chơi đi. Tôi ra rót nước. Bà có khỏe không? Ngày xưa mẹ ghét cô kiểu gì mà bây giờ gặp lại á, mẹ đã xúc động tới như vậy. Tôi nghe nói rằng là bà bị tai biến nên là tôi tới thăm. Mong là bà sẽ khỏe mạnh như ngày xưa. Sao? Bà tiếc con dâu cũ à? Hả? Chẳng phải ngày xưa bà chê bai rồi hành hạ cô ta sao? Xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Mẹ đã làm mất con. Sao? Hôm nay gặp lại con dâu cũ, cho ánh mắt bà khác thế à? Bà mừng tới nỗi mà tè cả ra quần rồi á? Thế bây giờ ai dọn? Nếu như bà không muốn sống trong cảnh này nữa ý, thì bà chết quách đi. Sống sai dạng làm gì à? Hả? Bà sống trong cái thân xác này làm cái gì? Người không ra người, ngỗng ra ngợ. Con trai bà ấy nghe lời tôi răm rắp, ngoan như cún. Ai bảo anh ta suốt ngày bỏ bà một mình ở nhà với tôi, rồi đi công tác xa à? Mà thực ra ấy, thì tôi chỉ yêu con trai của bà thôi, chứ tôi không yêu thương gì bà hết. Mà tại sao tôi phải hầu hạ một người không đẻ ra mình nhỉ? Đúng không? Lau đây. Lau! Bà có lau không được bảo? Cúi xuống! Lau cho sạch vào. Bà đừng trách tôi á. Tôi cũng chỉ giống như bà ngày xưa thôi mà. Lau đi, lau đi. Bên này có nữa, lau sạch vào. Thank you.
bây giờ mẹ dậy ăn mấy miếng cháo để cho nó lại giấc rồi còn uống thuốc ạ. Mẹ đừng ốm chứ, tôi có vẻ bại liệt đâu mà ngày nào cũng cháo cháo. Mẹ, mẹ còn nói con là mẹ muốn ăn cháo nên là con mới. Cô hận tôi lắm phải không? Có khi cô mua thuốc về đầu độc tôi cũng nên. Mẹ, cho dù mẹ có đối xử với con như thế nào cũng được, nhưng mà con xin mẹ, mẹ đừng nói con như thế. Nếu không phải thuốc độc thì cô uống đi, cô uống cho tôi xem thì tôi mới tin. Mẹ, đây là thuốc cảm cho người bị ốm. Bây giờ con đang mang thai, con không thể nào mà tùy tiện uống thuốc được ạ. Đây là thuốc độc rồi. Ôi, cô ngấm ngầm đầu độc tôi bao nhiêu lâu nay rồi đúng không? Nói cho cô biết nhé, tôi đây á, tôi mà chết ý, thì cô cũng không sống nổi với tôi đâu. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Trai tôi đã lấy được con Ngọc, điều kiện ra thế nhà nó thì mới hợp với con tôi. Con hiểu ý mẹ rồi ạ. Mẹ muốn cô Ngọc là con dâu của mẹ phải không ạ? Đúng thế. Con Ngọc nó là con nhà có giáo dục đàng hoàng, tất cả mọi thứ đều hợp với con tôi, chứ không phải cái loại học thức thấp kém như cô đâu. Con ơi, con bảo con cưới dấu Hiền dấu Thảo về cho mẹ. Ôi giời, thì mà nó chăm mẹ một tí, nó hất cả thuốc cả nước vào người mẹ đi này. Con ơi, con ơi là con ơi, đây thuốc đây. Ôi giời ơi. Linh, mẹ đang ốm, sao ngày nào em cũng kiếm chuyện thế? Em làm con mà em không chịu đựng mẹ một chút à? Anh tin rằng em làm với mẹ như thế thật à? Anh thì lúc nào cũng mẹ mẹ mẹ. Có bao giờ anh hiểu cảm giác của em không? Ôi ông ơi, ông về ông mang tôi luôn đi thôi chứ. Tôi sống với cái đứa con dâu ác độc như thế này, nó phủi mồm phủi miệng thì tôi sống lâu để làm gì hả ông ơi? Là ông mẹ đủ rồi đấy, ngày nào mẹ cũng diễn như thế mẹ không thấy chán à? Cô đừng có bố láo. Đi. Em chịu đựng đủ rồi. Không muốn nữa thì chết đi, sống làm gì hả? Ăn bạo con cái à hả? Này, lau không rồi thì mang vứt đi chứ hả? Ai hồ bà? Mà này nhá, bà mà bét xét chuyện này ra với ai ý, thì tôi cho bà nói dã họng. Và cái chuyện gì xảy ra thì bà cũng biết rồi đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Biết chưa? Biết chưa? Biết chưa hả? Anh Hoàng, anh ấy... Thì ra lúc tôi không có nhà, cứ đối xử mẹ tôi như này à? Anh Hoàng, em làm cái gì chứ? À, hay là anh đi ra ngoài rồi nghe lời người ngoài có đúng không?
Anh biết em ở nhà, em chăm sóc mà anh khổ sở như thế nào. Mà bây giờ anh ra ngoài, anh nghe lời người ngoài, rồi phải đánh đập vợ con anh hả? Cô Ngọc, mẹ thương cô như thế, mà cô lỡ lòng nào đối xử với mẹ như thế? Thì ra chính là cô à. Có phải cô hận tôi vì tôi đã cướp mất vị trí của cô, cho nên cô cố tình làm tan nát gia đình tôi đúng không? Cô vẫn cố tình cãi à? Tôi hỏi cô, có chuyện cô bỏ đói mẹ tôi không? Có chuyện cô lấy khăn nước tiểu rồi ném lên người mẹ tôi không? Tại sao cô đối xử mẹ tôi thế hả? Làm gì có chuyện đó hả anh? Anh nói với anh, là cô biết chuyện có đúng không hả? Cô biết tại sao tôi và anh Hoàng đã biết chuyện này không? Đối xử với cô như nào? Mẹ tôi đã chọn cô làm con dâu. Hạnh phúc của tôi mẹ tôi đã từ bỏ để chọn cô làm con dâu đấy. Nếu mà cô lại đối xử mẹ tôi như thế à? Anh đang trách tôi mà đúng không? Muốn trách ý thì trách về anh tham lam. Tham con dâu học thức cao, chức cao và giàu có, cho nên mẹ anh mới chọn tôi. Chứ thực ra ấy, mẹ anh yêu thương gì tôi đâu. Cút khỏi nhà tôi không bao giờ nhìn thấy mặt cô nữa. Cút. Con phải về rồi ạ. Bây giờ bác ở lại nhớ ăn uống đầy đủ. Từ nay bác sẽ không phải chịu những cảnh ngược đãi nữa đâu ạ. Anh Hoàng, bây giờ anh cũng nên tìm cho mẹ một người giúp việc thật là tốt bụng và biết chăm sóc người già. Khoảng thời gian vừa qua chắc mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực. Ừ, anh cảm ơn. Linh, anh xin lỗi. Những chuyện trước đây, anh không biết là em đã chịu khổ nhiều với anh như vậy. Chuyện cũ cũng đã qua rồi. Năm mới, anh hãy bắt đầu bằng những niềm vui mới. Thi thoảng rảnh, em sẽ sang thăm bác.